Trong bài tập này thì chúng ta sẽ học cách làm một cái nhân bản nhân một cái tầng điển hình để làm để mô phỏng với cái công trình mà nó có nhiều tầng điển hình nhanh, làm cho nhanh và không phải vẽ quá nhiều. Thì đầu tiên vẫn chọn một cái template thông dụng dành cho khí hậu vùng 1A của năm 2007. Thì Open Studio đã tạo ra 13 cái không gian và một cái tập hợp các cái vật liệu xây dựng. Tôi vẫn vẽ một cái nhà có độ dài 36 và 18. Offset nó vào 5 mét. Chia các cái doanh nghiệp tạo 5 vùng. Chọn tất cả và bước chút lên. Công trình này có 1 tầng và mỗi tầng là 3,6 m. Thì sau khi làm việc này tôi sẽ cho chương trình xác định các cái giao tuyến của giữa các vùng công nghiệp. Tôi có thể kiểm tra cái này là bao giờ. Để xác định các giao tuyến thì ta có thể cho chương trình tạo ra các hệ thống cửa. Đây tôi sẽ tạo ra cửa ở tỷ lệ 50%. Bây giờ bắt đầu gắn cho mỗi cái không gian này vào một vùng nhiệt riêng biệt. Tôi sẽ kiểm tra như vậy là mỗi không gian này đã được gắn các vùng nhiệt riêng biệt. Để tiếp tục thiết lập các thuộc tính nhiệt cho các không gian, tôi vào set attribute for selected space. Ở đây tôi chọn một phần office in series 1 không thay đổi. Công trình này vẫn nhận thấy tập hợp vật liệu xây dựng ở CZ1. Tôi muốn start, tôi sẽ chọn theo một phần office. Như vậy là đã tương đối đầy đủ các yếu tố để vận hành một tầng như thế này. Tôi là Open Studio. Thì tôi sẽ lưu cái chương trình lại. Tập cái cửa vào. Và tôi muốn gọi Open Studio. Ở trong này tôi vẫn cần phải điền các cái chữ lượng thời tiết cũng như là dữ liệu để thiết kế hệ thống điều hòa. Đây tôi có các dạng ra. Đây tôi có đủ 5 doanh nghiệp với các thiết lập về nhiệt độ, làm mát và sửa ấm. Thì tôi sẽ đưa vào các doanh nghiệp này với hệ thống điều hòa đơn giản. Tôi sẽ apply select và cái dạng hệ thống điều hòa này cho tất cả các zone. Nghĩa là đã xong. Các bạn để ý ở đây có multiplier ở số 1 và tạm thời tôi sẽ chạy và xem các thiết lập giờ có ổn hay không. Có vẻ là chương trình sẽ chạy tốt.
thử xem cái quả đây. Ở đây là rõ là khoảng 72.667 với một công trình là một tầng. Thì chương trình sẽ hỏi là thầy có muốn thu lốt hay không? Có. Để mà trong trường hợp chúng ta có một công trình có nhiều tầng hơn, hoặc là đây là một tầng điển hình, chúng ta có khoảng 5 tầng điển hình ở trên, thì chúng ta không cần thiết phải vẽ tất cả các tầng này, bởi vì các tầng này là giống nhau, thì chúng ta sử dụng hệ số nhân. Tuy nhiên là khi mà sử dụng hệ số nhân thì cần phải lưu ý rằng các cái cần phải làm cho chương trình hiểu rằng đây không phải là cái mái, bởi vì mái thì sẽ nhận rất là nhiều nhiệt và sẽ làm sao được kết quả. Vì vậy là cần phải gắn những cái toàn bộ phần mái này cho mỗi cái zone này là dạng không trao đổi nhiệt, bởi vì là nhiệt độ giữa tầng trên và tầng dưới là như nhau, và cần phải lấy đúc vào đây, sau đó chọn chọn phần mái này. Và phần rất quan trọng là outside body condition hiện giờ đang được hiểu là bên ngoài, đó là chọn là adiabatic, đó là gắn cho nó một cái tên ví dụ thì gọi group tương tự là tương tự của tất cả các phần việc. Vậy là chúng ta đã có một cái phần điển hình và phần bề mặt mái này hoàn toàn không trao đổi với nhiệt với bên ngoài. Chúng ta cần đi lại và ta tiếp tục cho để theo dõi phần suy đồ để xem kết quả có gì thay đổi không. Chúng ta đổi cho chương trình chạy. Sẽ xem kết quả. Các bạn có thể thấy kết quả lúc nãy là 72.000, bây giờ xuống còn 68.000 kWh và năm. Vậy là phần mái không trao đổi nhiệt là sẽ giúp vào việc giảm sử dụng năng lượng ở đây. Và các bạn hiện giờ đang đổi số 1, trong đây là công trình của tôi có đến tầng, tôi sẽ nâng lên 4. Thì tôi có 4 tầng điển hình và cho chương trình chạy. Đây là các tính toán rất là nhanh và nó tương đương với cả việc tính toán cho một tầng. Đến 75% là chương trình đã tính toán xong và chương trình đang thực hiện việc kết xuất kết quả. Ta quay trở lại với bảng kết quả. Chúng ta nhìn thấy là năng lượng đã được nâng lên 4 lần và từ số 68 lên 4. Ở đây chúng ta có thể kiểm tra. Như vậy là hệ số nhân đã được nhân ở đây và chúng ta có nhân 4 lần và tất cả các diện tích đã được nhân lên và sử dụng năng lượng nhân lên theo. Và chúng ta quay trở lại với phần video thì chúng ta thấy là chương trình đã được hỏi lót lại và
ở đây trong các chiếc cát như thế này đã hiểu là đây là 4 tầng điển hình. Việc áp dụng với cả các cái hệ số nhân như thế này sẽ giúp cho chúng ta thực hiện mô phỏng rất là nhanh và đồng thời không phải vẽ nhiều. Tuy vậy thì cần phải cẩn thận với việc này. Đây là tôi vẽ cho một tầng điển hình, nhưng mà trong trường hợp công trình có nhiều tầng thì tầng mái, tầng đế là cần phải vẽ riêng, bởi vì phần đế là tương tác nhiệt với ở mặt đất và sẽ có sự trao đổi nhiệt, đặc biệt là các nước xứ lạnh ở châu Âu thì cái việc trao đổi nhiệt đấy sẽ gây ra sai số rất lớn. Và tầng mái cũng tương tự như vậy, thì tầng mái này sẽ có phần mái là tương tác với cả thời tiết bên ngoài và sẽ làm cho các cái yếu tố thiết kế và sử dụng năng lượng thay đổi. Và tất cả những tầng điển hình thì cần được vẽ tách riêng ra khỏi mái và tầng đế nhân lên. Trong trường hợp vẽ tầng điển hình thì toàn bộ phần mái này cần phải được dán là đoạn nhiệt adiabatic, cũng tương tự như vậy. Gắn mái xong thì phần đế này trong một số trường hợp cũng cần phải gắn adiabatic. Thì việc này, việc dán này có thể hơi thủ công, tuy nhiên nó giúp cho chúng ta thực hiện những công trình lớn rất là nhanh, đặc biệt là những công trình kiểu như nhà chung cư, khách sạn và các cái số phòng với nhau, các cái tầng với nhau, thì sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian để thực hiện vẽ cũng như là thời gian để thực hiện mô phỏng. Bây giờ tôi có thể đưa chương trình lại. Đây là 20 mét. Tôi sẽ cho